Thưa quý vị và các bạn, chiều nay 19 tháng 3, tại trụ sở tỉnh ủy, đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ trì cuộc làm việc của Ban thường vụ tỉnh ủy với Ban thường vụ huyện ủy Bát Sát về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị từ đầu nhiệm kỳ đến nay, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và đến hết nhiệm kỳ. Cùng dự cuộc làm việc có các đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện khóa 23, nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Bát Sát đã tập trung chỉ đạo các cơ quan đơn vị địa phương triển khai quyết liệt đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp đề ra trên các lĩnh vực. Kết thúc năm 2023, đã có 14 trên 31 chỉ tiêu đạt từ 100% trở lên, 7 chỉ tiêu đạt từ 80 đến 90%, 3 chỉ tiêu đạt trên 50%, 7 trên 31 chỉ tiêu đạt dưới 50%. Đối với việc triển khai thực hiện nghị quyết số 36 ngày 27 tháng 1 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về định hướng không gian phát triển lĩnh vực kinh tế trọng tâm của huyện Bát Sát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, một số chỉ tiêu mục tiêu về xây dựng đô thị, phát triển kinh tế cửa khẩu logistics còn chậm. Phát biểu tại cuộc làm việc, lãnh đạo tỉnh và các ngành đã phân tích những tiềm năng thế mạnh, thời cơ và những vấn đề đặt ra trước yêu cầu phát triển của huyện Bát Sát. Trong đó, huyện cần phối hợp với các sở ngành của tỉnh đề xuất điều chỉnh quy hoạch chung khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, đề xuất quy hoạch khu công nghiệp Cốc Mì Trịnh Tường, kiến nghị thẩm định chủ trương dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Bản Qua, đẩy nhanh tiến độ đầu tư cụm công nghiệp Bát Sát, chỉ đạo triển khai các dự án tạo quỹ đất, dự án khu dân cư, nhà ở thương mại, nâng cấp đường đô thị tại Y Tý, thị trấn Bát Sát, Bản Vược, đẩy nhanh tiến độ thực hiện định hướng xây dựng đô thị loại 5 tại Trịnh Tường, Mường Hum. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về nội dung cuộc làm việc này trong các chương trình thời sự sau.